Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Big Bang. Mình là Vinh. Mình là Quốc Tuấn. Đây là game Faraday 5. Thì Bít bơm nha mày. hôm nay là võ sư Tuấn của chúng ta thì bị đau bụng nên là không thể chơi game được. Nói chung là anh em cũng biết là cái biệt danh Tuấn Nghĩa từ đâu mà ra. Chỉ vì cái lý do mà đau bụng khiến võ sư Tuấn của chúng ta mệt mỏi mấy ngày nay và tạm vắng trong tất cả các mọi game co-op như Faraday 5 này, Hôm chán cái nay đã từng thì mình lại. đã quyết định quay trở lại rồi hết anh em, nhưng mà biết tình hình có được ổn hay không ha. Sau khi đi ỉa xong thì cảm thấy tinh thần phấn chấn trở lại, và võ sư Tuấn vừa chưa gì thấy là vụ con bò ngay đó rồi đó. Để tao lát nặng con bò lên phát. một lát tao ngồi tao chơi mà tao thủ quyết trời ơi. Nãy xài tao hạng nặng không, em ngu Sao quá không gặp, xài tao hạng dữ không ta. giờ phải thay đổi chứ. Ủa sụp cái khoan khoan để tao vô tao đổi là cây sụp của tao tự nhiên sao thành cây súng nhắm rồi. Bữa làm vụ kia quên đổi thành cây súng nhắm, quên đổi lại. Cần gì, bởi vậy không có mình ở trỏng là mình biết cái nhiệm vụ đó là nhắm rồi lỡ trát đu không có làm gì được đâu, mình Hay đó là mày, thiện xạ tại trong tầm bắn mà. cái khúc đó nó giục cây súng nhắm ra bắt mình phải lụm súng nhắm mới bắn được. Chứ Thì đó, không có tao đó, có tao đó là nhiệm vụ nó hoàn thành nhanh gọn lẹ. Cái bữa đó nó đưa mình bắn đó anh em, cái xong cái bắt đầu cái nó quay video bình luận lại á. Vậy anh em thấy người ngồi trên webcam là ai vậy? Bởi vậy Trời nó không ơi, biết mà nó giống chi cho quê nó trời. gì quê, cái đồ quỷ đó bình thường thôi anh em, quay một cái video bắt đầu mở video chạy cái bật cam lên quay vô. Dễ mà. Rồi, nè, lên xe làm vụ chính cuối cùng để kết thúc cái bên cái khu vực bên đây nè. Có thể end Ủa được cái khu nhiệm vực vụ bên cuối đây rồi cùng nè. nữa hả? Mày bây Vậy. giờ là mày làm được nhiệm vụ cuối cùng luôn ghê hả? Cái nhiệm vụ chính cuối cùng đi, tại có thể bây giờ là có thể kết thúc bên khu vực này được rồi á, nhưng mà thôi tao muốn làm vừa cho gì làm gì thì cũng làm cho hết luôn rồi mới Ừ, kết thúc giờ chân cho trót chứ. khu vực này. Thấy có mình tao là làm việc hiệu quả ra hẳn nè. Hiệu quả gì, hiệu quả của tao mới hiệu quả nè. Đụng té xe liền thấy chưa Này. mày hả mày lại đấm vô lưng Cái mụ liền. già bị chó táp đít. Ê sao này đẹp quá Cung mày, cơm gì nhỏ này hình như đẹp nè, thấy đẹp mới vô. update là mới up hết tao mấy trăm mê rồi, không muốn gì nữa. Tao nãy úp đầu tao tưởng đâu nó ủa sao game bị gì kỳ vậy, tao phát hiện ra bởi vì võ sư Tuấn vô làm nhỏ mình phải sửa cái buổi trời mới quay game được. Nhỏ chứ nhỏ á, tao vô thì phải tạ ơn trời tạ ơn đất chứ, vô tao trợ giúp tao trợ chiến với mày mà còn Đợi dữ chiến, nữa. tao thấy nếu mà cái gì mà hoạt động mình tao là luôn luôn hiệu quả hơn trong game Có Faraday vậy. tao mới hiệu quả chứ Mày mày. biết Faraday 5, Faraday 4 anh em có coi, nếu mà video đó thì mình xóa hết rồi. Nhưng nếu mà còn thì anh em sẽ thấy là mỗi lần mà Tuấn mà vô trong Faraday 4 là luôn luôn tăng độ khó game. Độ khó game chứ phải tăng lên vậy mới hấp dẫn chứ, chơi dễ quá sao được anh em. Có game có mức khó rồi, giờ là có Tuấn vô là thành ultra khó. Nói vậy. Ừ, tao lên là ultra etic luôn. Dạng dạng ultra Thấy 2. không, ta chạy xe không? Ta chạy xe ta ôm cua gọn không? Ghê Còn cái vậy. gì, mày làm như vậy là nó không tăng được cái mức khó, mày phải tăng lên tí nữa, mày phải ôm vô dữ dội lên làm như xe khó chạy lắm. Làm vậy chứ gì đây, chỉ có Chỉ tàu theo sọ luôn. nè. Bắn nha, Từ từ, đừng có bắn bắn. được không? Tàn bạo liền. Ủa vậy mà sao chưa chết? Ngầu lòi ta, sử dụng súng cá mập ngầu ta. Không, nào nữa. Mình biết tự nãy mình mua cái súng này chi nữa. Lớp này rồi. Ra cửa gì nữa, ra cửa. Nãy giờ thấy tốn biết bao Ta nhiêu tiền lửa của cháy tao tân bắn cái đầu rồi đạn mới tiếp ra theo. cửa móc súng. Quầy máy bay nè, Cua rồi bé máy bay ơi. nó ghê lắm á. Xuống 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 khỏi xe. Chết á, chết á. Gì đây? Trùm của nó mà cũng hốt được nữa. Đây con chó liếm ngay luôn. Con chó liếm ngay luôn. Ngay chứ còn gì nữa. Tại vì hổm Mấy là nay chó thèm chả xúc xích nó ăn vậy mày ư? nhớ được hổm cái máy bay nó ghê không, bởi vậy nên là rút kinh nghiệm không nên đứng trong xe.
phai bắp. Vậy mà bắn chết được tao. Tao bắn nó rớt xuống. Không, cái này là nhờ mình đánh lạc hướng anh em. Rồi cát chết chó rồi. Ở chưa còn sống. Cát ba chó. Ủa, luôn sao mình đụng nó vậy mà nó không xi nhê ta. Đụng thấy nằm la liệt luôn mà. Tao đụng mày á. Người nó đụng tấn vô trong máy bay luôn mà vậy mà không xi nhê. Ừ thì sao? Ta là dạng nó có phản xạ tốc độ cao phải không? Tao ở hàng rào của ta mà phá. Chuyện gì? Chuyện giờ tao nhiệm vụ thì đầu tổ chim tổ quả gì đấy làm gì? Anh cha anh già lửa, già lửa. Cho nè. Cho bình xài ơi. Thử dụng cây đó không biết cái tao công lấy cái này đó kè vô cái bình nó nổ liền luôn. Đâu? Tao bắn ghim tên luôn có nổ đâu. Nhiệm vụ này đi theo trả nè. Đồ. Ủa bình cứng mày. Sử dụng luôn AK Kunda bắn bóp luôn kìa. Ghê hả? Ừ không. Tao hàng vô luôn thấy nè. Thấy chưa, tao bắn lũng lộ AK Kunda nha. Đừng có giỡn. Rồi đi theo trả kìa. Già đế dương thiệt. Ủa còn có 4 viên đạn nè. Thôi để dành để bắn máy bay. Tại vì cái máy chưa game, chưa điện tử. Lên xe đi nè. Chữ kìa. Gì chữ? Rồi đi chạy ra. Để đi. Ủa hôm nay kia mình lên chung xe với nó. Ừ ơi thiệt. Chỉ cần đi theo thằng Zip thôi mà, nó đâu kêu mình lên xe chung đâu. Chạy đi. Lẹ coi. Ừ ơi. Ừ giờ nó mới chạy nè. Phải lên. Vậy mà để follow Zip. Cho nó chạy nó dí theo. Lên xe là nó mới chạy. Thứ gì á. Game để mình vậy. Mình ghê mày, tao bắn lại ba viên AK Kunda mà không sao. Ok, cái tờ khò cái hàng vô không AC nhê mày thấy không? Trời ơi, này chạy xe trình yếu hơn tao hẳn. Gì đây? Giết nó. Đây là gọi là bắn đánh lạc hướng đối phương anh em. Hình như tao nghe tiếng chó đó là gọi là loạn đả bắn súng. Đó, mình bắn chục viên mà mình trúng một viên là được rồi. Làm cho đối phương phân tâm á. Tại vì anh em cũng biết là AK Kunda là nổ lớn mà. Gì vậy? Một lời biện hộ vô cùng phủ phàng. Tới đây làm cái gì? Đốt rừng. À, thiêu đốt đây hả? Không cho tao đồ sao tao đốt? Làm gì đây? À. Gì đồng trống hiu quạnh nè. Kìa, có mấy chiếc xe chạy tới kìa. Tao giờ tao để dành 4 viên đạn cuối cùng để tao hạ máy bay. Đâu, xe nào đây? Hạ thủ Di Cường cái máy bay. Tới đây làm gì trời, muốn chạy dẻ kia kìa. Ủa đâu rồi? À, tấn công bên đây. Ủa mới thấy ha, hai thằng nãy chạy dẻ đâu rồi anh em? Chạy vô đây rồi. Đây, thấy rồi. Cái khu vực này. Thập lãng biên. Cung thánh sang chim bưng đâu? Đó, ok, có bao nhiêu đó vị trí gì vậy? Nào mà tỉa hết nè. Tao tỉa hết hai thằng rồi, còn này sniper nè, thấy ghê chưa? Cool mà bắn vậy á. Thấy chưa? Ồ, cái thằng đó mày chơi vậy mày? Thằng đó bắn phát ra đầu nó đâu chết. Bắn ba. Ba bốn cây tên luôn không sao. Ê Súng đạn. Gì midfire rồi kìa. Không lẽ phải tấn công thầm lặng á. Mày nãy tao thấy mày làm cho cái thằng tẩy não già đó nó chạy là thấy là tự nhiên nó đỏ rồi. Bởi vậy nó tăng độ khó game là vậy. Đáng lẽ tao nãy tao tấn công thầm lặng thành công. Tăng độ khó gì? Lâu lâu vô tao bay bay tao múa vài phát tao thấy kép sắt tao ghiền. Rồi ha, không giỡn nữa. Ba đồ quỷ, đồ ma này làm cái một rồi anh em. Biến thôi. Lâu quá lại quên hết kỹ năng của mình khi trước. Nè, anh em xem nè. Trình độ đẳng cấp đỉnh cao nè. Không nhòm ra. Ủa thằng kia đu, dây hướng à. Tấn công từ từ vô thôi, bẻ cổ đừng thằng hết. Lù vô tao đập đầu kia cho mày coi nè. Kìa, có thằng này bơi trên kìa.
chó sủa rồi kìa. Nói chung đừng để cho nó biết là được rồi. Vẫn còn đi tìm, nó đang nghi ngờ thôi. Bẻ đó, bẻ đó. Ê mấy con heo đó là sao mày? Mấy con heo đó kìa. Hay là không lẽ mấy con heo đó chạy là thua mày? Ta, ta thấy nghi ngờ trong những con heo đó nha. Ê đừng có giết mấy heo đó. À giết 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 heo giết heo. 6 con heo. Cá gấu nhìn y chang heo luôn hả? Đâu chạy đâu hết rồi. Chạy bắn loạn ghê quá à. Cái gì heo phá kinh ta. Nãy có con gấu y chang con heo luôn. Nè. Không, con gấu nó có để cái chấm màu vàng lên, nó kêu mình giết gấu luôn. Ờ nhưng mà ý là nó nói gấu màu y như heo, để tao tưởng đâu heo nó nhảy lại. Cứu chó, cứu chó. Như thế nào rồi dạ? Quả thiêu đi dạ. Quả thiêu đi. Cái màn của dạ thể hiện cái gì vậy? What? Gì à? Chờ đặt bơm chứ gì? À địch vô, địch tấn công, địch tấn công. Ô, không xong rồi, không xong rồi, có trái bơm đó nữa. Anh nghe anh đặt cà tích đó kìa. Nè cái gì anh hùng dẫn bò nè, trời ơi dẫn nguyên đàn bò vô kìa mày. Đồ chiến dịch gia súc kìa. Nhưng mà bò nó đừng có giết. Bò nó chưa hiện kill đừng có giết. Đâu ta bắn súng cun ghê quá. Chó chết rồi kìa. Ta thấy rồi mà ta không dám ra cứu. Tại nó nằm trong lửa nè. Ta phải gọi bạn già lái máy bay lời. Có luôn hả? Có. Tao có làm vụ của anh già bắn lái máy bay. Ghê ghê ta. Chạy ghê quá à. Còn thằng này xong rồi ra xe đi, ngồi đây làm gì? Khoan để tao. Làm gì vậy? Đột vô. Phải. Này trong Far Cry 4 là lôi đầu ra nó đâm rồi. Còn gì nữa không? Có mấy bò nè. Sao cái bơm này tôi nghi ngờ à, quá. À cái chuồng bò này là cái chuồng của mình, giết mấy heo, giết heo, giết heo. Rồi xong luôn. Ảo ảnh, ảo giác xuất hiện nữa rồi. Né cái bình nó ra. Bò là bò của mình á, mấy đó tới đem heo tới nuôi á. Phải thiệt chứ. Thấy không, cái chuồng bò của cha này mấy đó đem heo tới nuôi. Có cái trại bò, trại heo không cũng giành, giành giật lẫn nhau nữa. Rồi, rồi phá bên này luôn. Thấy có lũ đạn đây nè, tao bắn thử coi. Còn tiếp kìa, còn tiếp, vô con quỷ già này còn tiếp nè. Cái này lũ đạn hay chip vậy ta? Từ từ, mua, con này mua, phải lũ đạn mua. Không? Mình mua đạn đi, mua đạn, chuẩn bị làm tiếp nhiệm vụ nè. Rồi dịch chuyển tới làm nhiệm vụ. Gì mà làm cà tít gì vậy? Lũ đạn hả? Ấy á. Tao cần gì đâu mua đạn dược. Tao nãy tao bắn mấy kia biết bao nhiêu trái đạn súng phóng lựu. Bởi vậy tao bắn biết bao nhiêu viên đạn Akunda. Mình thấy là cái sau nhiệm vụ đó mình tại nay gặp mấy nào. Cái nay bắt đầu nó ra dạng mấy cái máy bay ức chế lắm. Bởi vậy nên là sự rồi. Phải có ít ra phải có cây súng này nè. Này để coi coi. Mua cái nào cho đẹp. Màu đỏ cho em nhỏ mê ha. 200 tiền. Hồi nãy có kiếm sắt tao quên mở nữa chứ. Rồi xong chưa? Rồi, thấy đi.
dịch chuyển đi teleport đi, tao đâu cần đạn dược gì đâu nhiều. Lại tao mua đúng có một cái tem dán lên cho cái súng đẹp thôi rồi xong á. Tao mua hết 60 đồng hả, 60 đô. Ủa sao đạn súng phóng lựu giờ rẻ chán vậy trời, không lẽ đạn súng sụt mới mắc thôi chứ. Nãy giờ tao sụt ít hay sao á, sụt nhiều lên chơi dữ dội lên. Bình thường tao nhớ là như tao chơi cái đạn súng sụt mắc. Đúng rồi, bởi vậy có mình vô là phải bán rẻ lại liền, anh em đâu dám bán mắc lần nào đâu, bán mắc là chết với mình. Khoan, bắn mấy bình này coi. Để coi ta coi cái nhiệm vụ end game. Đù. Này thu nạp được trại bò này 2 miner nữa được con ta. Ủa chưa xong nữa hả? Còn đây còn nhiều dữ vậy. Mới ra đi thằng này. Đây? What? The poor animals that died here today paid the ultimate price for. Giật. You know what we're gonna do? Gì giờ làm nhỏ chạy đây. Tao tấn ở trong chuồng luôn. À chỗ này có cái kép sắt trong đây nè mày. Tao này tao mới thấy có con heo ở đây, tao tính là tao giết nó chạy mất rồi. Cái chuyện mà lục lọi kép sắt tao lẹ lắm. Đâu thấy kép sắt đâu? Lướt qua là thấy liền. Don't let John put a tattoo on you. 250 tiền, không mày nhiều tiền cần gì kép sắt. Tao còn có ngàn mấy mày. Cổ lục đâu rồi? Thằng kia kìa, bên cái chuồng bên kia kìa. Ừ, nhà đó đó. À, nãy vô trong đám bẻ cổ thằng kia mà thấy phải rồi. Thấy cái gì mà bỏ tao ngoài thấy trong... từ xa rồi. Cái sắt mà bỏ trong cái thùng rơm. Phải, khoan như vậy hỏi này sao chỉ mà thêm nhiệm vụ nè. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Nhà này vô được ha. Armed to the teeth and they were heading to Herc's place. Please, you have to stop them. Chỉ thêm một nhiệm vụ hả? Khu vực tuốt trên. Vừa đóng nè. Nào đưa nhận hết luôn đi chứ. Khoan, trong cái khu vực này là nó vẫn chưa xong nè. Bye bye, coi kiếm được mớ đạn nè. Gì đây? Đâu ở tưởng đâu đường hầm bí mật chứ. Hình như là phải cứu đủ số lượng người nữa mày ơi. Ừ. Xong rồi hả? Giờ cứu hả? Cứu người à? Không phải. Tiếp nhiệm vụ của này, ý là tao nói muốn ra cái thằng trùm khu vực này nó ra, mình phải cứu đủ số lượng người nữa. Cứu cho cái lóng nó lên đầy luôn, đầy tràn luôn. Ừ. Tao mày có cứu người nhiêu đâu, còn bán bỏ không à. Vậy giờ chạy bộ đi. Ê kìa, cái thùng rác chạy ngang kìa, hốt nó. Ủa, xe đưa thư, giết luôn, phá luôn. Tao đâu phải anh hùng thiện xạ mẹ, tao đâu có sniper ở đây đâu. Quỷ già đó cũng không làm được gì nữa. Lấy xe đi, đi lấy xe đi, đi ngoài. Đứng vô vọng thôi chứ làm gì. Mình lấy xe ở ngoài đi coi gặp nào mình cứu đỡ, giết phá đỡ hết. Lên xe. Cục ngã liền. Slow motion chậm nữa. Chống hả, trọc dương, bắn trọc dương nhíu không. Bên đạn Akakunda, có Akakunda thì xài hoài ta. Xài cool cho rẻ. Nổi tông đi nó. Một cái cây giống cây hồng sinh nè. Còn đó làm cái gì vậy? Nết vừa phải thôi. Ê, cứu người. Cứu đỡ đi, tao giải quyết mấy thằng đây. Chào nó thọc còn đó không anh em. Bẻ cổ, ừ. Bẻ không được chứ. Kì, xe chạy ngang hút luôn. Có tăng xuống á. Chết cái luôn rồi. Mày kinh thế. Xe nổ mà nào không chết mày. Cạn rào rống máng hết. Rồi lời hỏi này coi có chỉ gì không? Bây giờ phải làm như vậy mới làm được, mới phải xiên lên. Mình chỉ mình hết mấy cái vị trí trong đây. Mày thấy mày quỷ quại thiên nhiên chưa? Ai vậy? Ai chết vậy? Bye now. Cứu không kịp rồi anh em à. Còn mày, cứu đi. Chỉ nhiệm vụ tú trên đây không? Rồi xong, tàn đời luôn. Vừa chạy lại bị bắn hạ rồi. Rồi lên xe. Chạy đây là định cứu kia nè, mất lộn. Ầm đục đấy nè. Ủa mày đâu xa dữ vậy?
chuẩn trong tập bắn. Ghê ghê. Không ngờ mình lại chơi một cái pha ngoạn mục như vậy. Tên đâu nữa ta, đi thẳng tới cái nhiệm vụ màu vàng đó à. Ừ, trên đường đi gặp gì là hốt cái đó. Xe tải thùng hay gì sao? Hốt hết. Lúc trước bỏ mà, lúc trước tao mê bắn mấy đó lắm, mày bỏ, mày kêu thôi bỏ đi làm vụ. Không phải, giờ tại chưa, thấy giờ, anh làm giờ biến á. Chưa ra hay chưa? Làm biến chứ không phải là bỏ làm vụ. Ê, 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 ngồi, ngồi, ngồi. Thấy không, giết, giết tụi nó chỉ cần đụng xe một phát. Đó tưởng nó cũng ngon. Lên nhạc rồi. Kê 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 kê. Gãi cổ liền. Ấy. Nó định hốt đó mà. Đó chơi hình như bơm lũ đạn đu. Còn nào tới nữa không? Như vậy. Đu. Tự nhiên. Bé tự nhiên. Không, tao thấy không mắc cừ mà tao mắc cừ cái thằng mà nó bu trên cái xe đó bắn chết tao rồi. Lỡ cứu coi mấy nay chưa có tiền bắn súng gà quá. Cho mày thể hiện đi, mấy nay tao nhỏ rồi. Gà đổ thừa. Nó phải đổ thừa chứ anh em. Nói chung ăn chuyện gì mình không có chứ đổ thừa là mình có thừa. Mới cái áo đỏ cứu xong cái mặt áo thành áo đen liền phải không? Sao? Đù, sao tụi này nay đông dữ vậy? Xài đạn súng bóng đủ tiền nào chịu nổi. Ủa? Không phải hả? Mày định đẩy này à. Chắc mới cướp xe của tụi nó đó. Hồi nãy cái xe kia có cái thằng nó nắm cái cửa rồi mới bựa. Lên xe mày. Xe nào? Xe nè. Con quỷ đó lấy xe cho nó dưới xe đó luôn đi. Hồi nãy mày thấy không? Hồi nãy mày thấy con quỷ này nó lấy xe có cái thằng mà nó nắm cái cửa lôi lôi nó đi luôn á. Hồi nãy tao không để ý. Tao thấy cái đó mới vãi chè đậu á. Đi đến số mét đó đi, cởi đi, lũ này biết gì. Tỉnh đầu đang đại chiến cái gì đó, mình lại giúp đỡ mày, coi có gì cần giúp giúp đỡ được không? Lên, lên đường mòn nè. Chỗ đường mòn không đi, đi, đi đường vòng mày thấy chưa? Đường mòn nằm đây. Bên kia có đường mòn vậy. Trong đây chắc có tụi nó mày ơi. Từ từ cái gì mà vô mắt tao nhất quá. Thì bởi vậy chơi game với mày nhỏ đủ thứ. Gì nữa đây? Bị gì có đủ thừa mà hả ta? Đâu rồi mở ông giờ mình quan sát coi. Quá trời luôn. Mày chọi đá ở đây tôi giết cho. Mấy đó cần gì chọi đá. Thấy không? Ghê hả? Thấy chưa? Đu. Tao đâu có dạng súng giảm thanh kiểu đó đâu. Thấy chưa? Thuốc xa bắn 3 viên thôi. Tao cũng bắn được cây tên đó mày. Tên luôn. Từ từ thôi. Đang lũ đầu ra. Xuống á, xuống á. Chưa biết ai hết. Làm gì biết. Đây chắc tàu nghi có biến quá à. Rồi thấy đằng sau rồi kìa. Làm gì thấy đằng sau vậy? Để nó đứng trên đó ta đó, lại nó ống nhòm đâu quét trúng. Bể kèo hết rồi. Đầu leo leo leo. Đồ tột tột như cái máy điện à. Xuống đây nó, trời ơi xuống đây. Lên anh em. Chào anh Niên. Ôi lên trên đây vui rồi nha. La. La. Chào người anh em à. Gì trên đây vậy ta? Đợi mấy chấm vàng này coi là gì. Nó kêu mình đặt lũ đạn vô trỏng mày ơi. Ừ. Đặt vô. Tao đặt cũng đặt trái đó. Cái rồi, cái này là đi phá nhà kho của tụi nó nè.
Dạng này phải nói là dạng siêu phá luôn. Rồi xong. À cái ba lớn này nè. Này nó không có mấy tình huống dạng slow motion là ảo chạy diện đi. Giống Far Cry 3 mày. Đúng không? Này mình phải tự chạy ra. Rồi Far Cry 3 nó có những cái tình huống ảo diện. Qua cái đứng nhìn phải không? Ừ. Chuẩn bị tụi nó tới nè, tụi nó tới á. Nạp đạn đồ vô hết đi. Nó tới bảo vệ á. Tao ngồi trên xe đâu nào phát hiện ra. Ủa đâu đông rồi hả? Em vô tội trong vụ án này. Thằng đó đó mấy anh Hưng. Nói thiệt vô, vô tội chủ quan. Cái gì vậy? Bảo vệ hệ này. Ôi, mày nhắm đích nó mày chưa à? Kịp núp vô mà này nó bắn nhắm chết tao rồi. Tao thấy nào nhắm đích mày là rọi laser sáng giáo luôn. Y y y. Nó đang sửa kìa, nó đang ấy trên đó kìa. Gửi bom phải không? Ừ. Đúng cho gửi bom. Ê, máy bay. Ủa cái hình đó là anh. Alo. Máy bay anh tới nữa. Tao đâu có súng hạng nặng đâu. Để tao xuống tao cứu. Này phải kêu kêu quỷ già lấy máy bay phụ kìa. Ê quay quay. Nó đang lên vô nó gửi bơm nữa. Thôi rồi. Thua rồi. Còn phút mấy mà đây đông quá sao mà bán. Đang gỡ bơm trong 15 giây nữa kìa. Rồi nó gỡ xong chỗ này rồi. Gỡ mình đặt. Có đâu. Ủa gì tao lượm súng cù bắp này hồi nào vậy? Đâu rồi súng tao đâu rồi? Đây đông quá mày ơi. Càng ngày súng càng đông. Mình đơn giản dẫn đơn thôi. Bên kia gỡ nữa kìa. Thấy rồi. Mình có hai thằng đâu làm lợi. Quá đông. Quá đông cho một cuộc tình đấy. Gỡ hết trọc. Đừng có gỡ với ông anh đây. Chạy kiếm đi chú em. Rồi 32 giây sắp xong rồi. Mày gỡ 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 bom. Khi nào nó đã gãy sống lưng liền. Chạy đi. 6 5 4 3 2 1. Khi nào nổ thiệt không? Nổ mày. Ồ cái hầm mỏ này hầm nào. Ôi cứu 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 cứu. Đang vô hầm mỏ khám phá hầm mỏ mà. Đang chạy ra cái chỗ nhiệm vụ kia cha ơi. Mẹ liền. Phải đại chiến bao nhiêu thằng. Đạp chiếc ba cái ớt này la. Tán chưa cắt thịt thích la đi. Có cái hầm mỏ đó sâu ghê ta. Chưa nghiên cứu hết nữa mới chạy vô trọng được nữa. Nào xong nhiệm vụ đi nghiên cứu. Bẻ cổ hết. Không.
Đáng lẽ mày thua rồi nhờ tao. May dữ lắm ơi. Ti có một cây Akakunda mà định càng khôn. Biết là cùi cùi thiệt á. Tại vì Vinh nó bắn toàn hạng nặng không à. Còn mình đây Akakunda bắn hụt không. Thấy là mày thấy là cây súng hạng nặng tao chỉ để sử dụng cho máy bay không không. Chủ yếu là sụt với súng thường nè. Rồi có công thức bơm gì đây. Hồi mở có gì trong đây rồi. Nãy mà lụm được mấy này. Ai biết. Thấy vô cùng rộng luôn. Tôi mới chạy được có một khúc à. Chắc phải có một con đường đi ra. Đi ra ngay chỗ đó chứ đâu nữa. Hay là đi càng ngày càng sâu vào. Biết mà. Ra đây đi vòng lên trên đây. Bịt máu thôi hả. Ê ê, tụi nó dưới nữa kìa. Khoan, để tao làm cái pha đẹp mắt nè. Không có bắn. Tao xuống tao bẻ cổ là hai thằng. Thấy rồi mà bẻ cổ được hai thằng. Đâu, tao bẻ được hai thằng luôn. Mày bởi vậy không biết gì hết à. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc video này tại đây. Các bạn cảm thấy sao về video này thì hãy để lại bình luận bên dưới. Và mọi ý kiến đóng góp của các bạn là sự thành công mình trong tương lai. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào.